tôi chuẩn bị các trọng tài vị nghe cho các chúng xem đây. Hai ra ba vào các đồ lại, xe này lại không được, xe này lại quỳ xuống, hai đôi quỳ xuống quanh đò vòng cho đỏ nhỏ giữa rồi hai đôi chuẩn bị nghe cho cái thúng xe này. Màn xe này chính là quý vị khởi động luôn, chúng ta tránh những tiếng thương đúng không? Rồi hai ra ba vào. Tiếp tục. Rồi. Rồi xin quý vị cho chúng ta vào tay đây ạ. Rồi. Hàng đồ quay mặt nhau, bắt tay thân loại đoàn kết trước khi đấu. Hàng đồ chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau trận thi đấu này trong khuôn khổ giải nhì, sau khi ông Đô Đỗ Khắc Hồng đã nhất thắng, Đô Nguyễn Duy Long thôn 1 đăng ký trên heo 12 đô chuẩn bị trang phục. Rồi ra ngoài sở đấy, Đô Hưng này có tuổi nhưng mà rất nhanh đúng không ấy, ra ngoài sở vẫn tiếp tục trận đấu. Rồi alo chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Tác không quan trọng đúng không quý vị? Quan trọng là tinh thần thi đấu của các đồ. Thay mặt câu lạc bộ vật xin chân thành cảm ơn gia đình bà Bốn đã ủng hộ vào câu lạc bộ vật với số tiền 500.000 đồng. Xin cảm ơn anh Trần Hữu Sử thôn 8 đã tài trợ hòa giải U 40 1 triệu đồng. Hiện nay tôi muốn chào mừng đang sát sao và bắt đầu được cô Nguyễn Khắc Bình của tháng 8. Liệu Đô Hưng có làm được gì không? Ôi! Xin mời alo vào giữa giới nghe công với tất cả. Vào lúc hiệp thứ nhất 1 phút 20 giây, Đô Nguyễn Trọng Hưng bằng miếng sang sau lật ngửa đã thắng tuyệt đối Đô Nguyễn Khắc Bình. Xin mời Đô Nguyễn Trọng Hưng vào nhận đèo. Xin mời hai đô dừng lại, hai đô vào giữa giới ạ. Đô Bình và Đô Hưng còn nhiều quà, xin mời Đô vào giữa giới. Xin mời Đô vào nhận đèo trước ạ. Xin mời Đô ra giữa giới, hai đô mình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Trọng Năng, công ty An Dương lên tặng cho mỗi đô 1 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Hai đô gặp ban tổ chức ạ. Vâng, và anh Trần Hữu Sửu tặng tiếp cho hai đô, mỗi đô 500.000 đồng. Vâng, và đô Nguyễn Trọng Hưng ủng hộ vào câu lạc bộ vật 1.700.000 đồng. Xin quý vị cho những tràng pháo tay thật lớn của vũ cho Đô Hưng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Trong quân khổ